bị bắt do hoạt động phong trào yêu nước, học sinh sinh viên của Sài Gòn, và ra đúng con đảo đúng 12 tháng 9 năm 1964. Có những lúc các trường hợp Pháp bị ngang chừng một chút rưỡi, dạy thứ mấy, nhốt 10 người, mà không ngồi người không mà nó lại cầm nữa. Nó đi chơi này, nó đi nhậu rượu sao, nó đái đầu mình đó, ập xuống dọn nước. Ở con đảo, chế độ thực dân mới đó, dùng tù, giết tù, và yêu cầu của nó là phải đầu hàng. Nó bắn thì nó chết, cái bùm nó chết rồi. Nhưng mà đài đọa mình, cho mình khổ, mình sợ, mình thiếu thốn đủ mọi thứ. Đến nỗi mà cái cọng cỏ ngoài đó, tụi tôi gọi là rau tặng u. Rau tặng u là cái gì? Rau tặng u là rau tù ăn, lá bàn, bông 10 giờ, cỏ cú, màng chầu. Cái gì mà trâu bò ăn được thì mình ăn. Nó đối xử mình hơn cái con vật. Mà khi mà ra ngoài bò ra mà kiếm một cái là nhét ra con ác mà. Chứ không có nói cho ai đâu. Không, ăn là nó giả hẳn mình liền. Có những lúc nó ra một mình ở trong trường hợp á, ngồi không được mà nằm không được. Cái ngủ mê man cái thấy mình ra đầu hàng. Dứt mình cũng vậy. À, không vậy được mà củng cố lại. Mà có trải qua nhiều lần. Không phải một năm, hai năm, ba năm mà 13 năm, 8 tháng, 5 ngày. Thì tôi mới nhớ lại đây. Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là phải chịu tù đài, là gươm kề cổ, súng kề tai, là thân sống chỉ còn một nửa. Kẻ địch biến chúng ta không còn con người đúng nghĩa của nó, thì chúng ta phải vươn lên. Thì cái sức mạnh gì? Chính là sức mạnh lòng tin, niềm tin chiến thắng. Cái áo này là cái áo gọi là áo chiến đấu của tôi. Mà trong cái áo này đó, nó còn một cái dự trữ kho chiến lược nữa. Thí dụ cây kia mà để núp trong này, ha, một cái viên thuốc để trong góc này. Thậm chí có những cái tài liệu mà có điều kiện là cũng nhốt này để truyền đi. Cái này là cái chén ăn cơm của tôi. Ban đêm mà tiểu có đầy cái này nữa, cái này bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt, rửa mắt này đó, rửa xong hết, súc miệng rồi. Trong này bắt đầu rải rải cái này cơm đem vô, đổ đầy ăn cơm. Ở chuồng cọp thì nó có cái con cắt kè, cắt kè, cắt kè. Cái anh em nói Tết về, Tết về. Để cho vui, biến cái dở, cái xấu, cái tội trở thành cái trò chơi của mình. Con đảo là trường đại học. Ông Lê Hồng Phong, ông Lê Dũng, cụ Tôn Đức Thắng, ông Nguyễn Đức Thuận, ông vân vân đều trôi qua đó. Tôi ra ngoài đó hả chiến đấu mà lên được bậc cao phải vô lên đại học. Cho nên có nhiều cái nó rất là vui, có nhiều cái rất là tự hào, có nhiều cái ra mình kể như mình có thể ngẩng mặt được lên, giống như thơ Tố Hữu mà ta đứng đây dõng dạc đường hoàng, dư thạch xanh khí phách thiên ngang, lưng đàn tay búa tay dương đỏ, chém mãng xà dương giết đại bàng. Chúng tôi được giải phóng ngày 1 tháng 5 năm 1975, kết thúc nửa đời người từ một thanh niên mười mấy tuổi khi được giải phóng ba mấy tuổi. Mình đi tìm chân lý và bảo vệ chân lý bằng nửa đời thanh niên còn quá rẻ. Phải, nó còn quá rẻ. Bởi vì tôi nói từ ấy đó, khẳng định con đường đi. Mà Bác Hồ nói rất đơn giản, không gì quý hơn độc lập tự do. Đó là cái con đường đi.